bạn ơi, máy cầu Michelin này. Michelin, ốc quế, ngon tuyệt vời các bạn ạ. Ai, xem máy cầu này có chở được Michelin đi chơi không nhá. Bây giờ là máy cầu sẽ chở Michelin ra cái xe ben đi nhá. Cầu lên à. Wow. Làm nào bây giờ? Wow, Pichilin bị rơi rồi các bạn ạ. Pichilin này bị rơi rồi. Bây giờ là phải múc lại Pichilin này thôi. Điều khiển đấu ô tô ra gì tiến lên đây mà để múc cái chiếc linh à. Thành công các bạn ạ, chưa múc được cái chiếc linh luôn nhá. Wow, có khả năng là thành công. Wow, thành công rồi các bạn ơi. Nha, bây giờ mình kiếm một đồ xin đẹp này nha. Rồi, nhưng cầu lên nhẹ nhàng thôi. Wow. Xin đẹp tiến lên một tí nào. Xin tiến lên nha. Để mấy cầu xuống đi chiếc đi nha. Pichilin rất là khó múc nha các bạn nha. Cẩn thận thì mới múc được Pichilin, không thì không thể nào múc được. Wow, được rồi nha. Nào, xe tải chở Pichilin đi. Wow, Pichilin nhá các bạn ơi. Mình sẽ bóc Pichilin ra này. Xem nào. Pichilin này ăn ngon không nhá. Wow. Wow các bạn ơi. Nó tuyệt vời luôn này. Quấy. Ngon lắm, bây giờ mình sẽ ăn nhá. Ngon tuyệt vời các bạn ạ. À, thế là bị rơi rồi. Làm một miếng nữa. Ngon tuyệt vời các bạn. Đây là kem Pichilin vị ốc quế nên là ăn được này các bạn, nhìn này, này nó rơi vào đây này đấy, cái hộp của Pichilin kìa, ngon lắm các bạn ạ. Wow các bạn ơi, một xe Pichilin này. Wow, một xe Pichilin này các bạn nhìn này. Đấy, ốc quế lại còn có cả sô cô la nữa các bạn ạ. Đổ ben em nào, xem có đổ được không. Nặng quá, Pichilin nặng quá này. Pichilin ngon tuyệt vời. Đấy, ít sô cô la để chở đến đi cho tất cả mọi người nhá. Wow, rơi rồi. Wow, đổ được Pichilin nhé các bạn nhá. Tiến lên một tí nào, để đổ Pichilin xuống.
Tiến lên. Wow, không rơi được các bạn ạ. Chim bị để dài quá. Hạ pen xuống. Đấy, chim bị đinh nằm gọn ở trong thùng nhá. Thế giới đồ chơi nhá. Đây các bạn nhìn này. Cho vào đây là không chở được nhá. Đấy, cho vào xe. Xe này là không chở được này. To quá. Chim bị đinh này to lắm. Xe đua cũng không chở được này. Này, xe đua không chở được nhá. Đấy nhá. À, cho lên đây. Nhìn như là khẩu pháo các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Wow. Nhìn như là khẩu pháo luôn. Khẩu pháo thần công. Chim bên đây bị ướt rồi.